Lee Min Ho chán làm con nhà giàu, gây chú ý với tóc tai bù xù, thân hình phát tướng trong Pachinko. Lee Min Ho với khán giả Việt Nam vẫn là một trong những ngôi sao được yêu thích và quan tâm hàng đầu. Nếu Ninh Dương Lan Ngọc luôn xem anh chàng là chồng, thì Trường Giang cũng từng khẳng định nam tài tử là người đàn ông đẹp nhất thế giới. Im ắng một thời gian dài hậu kết thúc Quân Vương Bất Diệt, mới đây Lee Min Ho bất ngờ lộ diện với tạo hình khác lạ trên phim trường Pachinko. Theo đó, nam diễn viên gây chú ý với khi xuất hiện trong bộ yukata truyền thống của Nhật Bản với mái tóc bù xù màu xám, những vết sẹo và máu trên mặt. Đáng chú ý, nam diễn viên có vẻ như đã tăng cân khi khuôn mặt và thân hình lộ rõ sự phát tướng. Lee Min Ho tỏ ra vô cùng thân thiện bằng cách mỉm cười và vẫy tay chào nồng nhiệt mỗi khi người hâm mộ chụp ảnh. Được biết, trong Pachinko, Lee Min Ho đảm nhận vai Hasu, nhân vật chính, người được miêu tả là một người ngoài cuộc bí ẩn kiêm thương nhân có liên hệ với tội phạm có tổ chức, người bị cuốn vào mối tình bất chính để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Anh chàng sinh ra trong một gia đình nghèo ở Jeju và di cư đến Osaka, Nhật Bản năm 12 tuổi. Hasu buộc phải tự chống chọi với cuộc sống do người cha nghiện rượu. Vượt qua tất cả khó khăn, Hasu thành công với tư cách là một thương gia giàu có sau khi vươn lên từ một thế giới ngầm. Anh chàng sẽ có một mối tình lãng mạn nhưng bất chính với Shunja, Kim Min Ha đóng. Khác hoàn toàn với những vai diễn con nhà giàu trước đây của anh chàng, nam chính trong Pachinko có cuộc sống vô cùng khó khăn và phải giành giật từng miếng cơm manh áo. Thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến fandom Lee Min Ho nhốn nháo xôn xao. Việc anh chàng tái xuất trong dự án này hứa hẹn sẽ làm bùng nổ màn ảnh với cú lột xác mà người hâm mộ đã mong chờ từ rất lâu. Thực tế thì, sau mười mấy năm ăn cơm nghệ thuật, đây là lần đầu tiên khán giả thấy Lee Min Ho chẳng vai diễn con nhà giàu. Sau màn comeback gây tranh cãi ở Quân Vương Bất Diệt, các fan đều hy vọng nam tài tử sẽ có sự lựa chọn khôn ngoan cho những vai diễn tiếp theo để thay đổi hình tượng. Và nếu đồng ý đóng chính trong Pachinko, thì đây được coi là lần hóa thân thành trai nghèo hiếm hoi trong sự nghiệp của Lee Min Ho. Dựa trên cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất của Min Jin Lee, Pachinko là câu chuyện những hy vọng và ước mơ của bốn thế hệ trong một gia đình nhập cư Hàn Quốc. Đó là một câu chuyện khó quên về chiến tranh và hòa bình, tình yêu và mất mát được trải từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Phim là một dự án toàn cầu sẽ phủ sóng với ba thứ tiếng là tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Anh. Pachinko còn có sự góp mặt của Jin Ha, Anna Sawai, Min Ha Kim, Kaho Minami. Cùng tuyến với Lee Min Ho, Jin Ha vào vai Solomon, một chàng trai hào hoa, tham vọng. Trong phim, Solomon đóng vai trò là người kể lại hồi ức của gia đình. Tuyến nhân vật nam còn có diễn viên Soji Arai vào vai Mosazu, một người cha tận tụy và là doanh nhân thành đạt, luôn lo lắng tương lai của con trai mình. Ở tuyến nữ, Min Ha Kim sẽ vào vai Shunja, một phụ nữ trẻ, độc lập, tự chủ cuộc sống. Cô đi theo con đường do mình chọn lựa tại một đất nước hoàn toàn xa lạ. Anna Sawai đóng vai Nami, một người phụ nữ am hiểu công việc trong lĩnh vực tài chính. Diễn viên còn lại là Kaho Minami, cô vào vai Esuko, người phụ nữ sôi nổi, độc lập, khao khát được đoàn tụ với đứa con gái luôn ghẻ lạnh mình. Dàn diễn viên và đoàn làm phim đã bắt đầu quay tại Vancouver, Canada vào tháng 2 năm nay. Lee Min Ho là nam diễn viên đình đám Hàn Quốc, bước vào làng giải trí năm 2006, 3 năm sau đó đã tỏa sáng với Vườn Sao Băng. Sau vai diễn Koo Jun Bio ở Vườn Sao Băng, Lee Min Ho trở thành cái tên đình đám được cả châu Á săn đón, gây chú ý với loạt tác phẩm nổi bật sau đó. Trong suốt sự nghiệp, Lee Min Ho dường như làm thứ gì cũng nhận được sự quan tâm, từ sở thích đeo khẩu trang đen, khi tăng cân đến lúc hẹn hò, từ thiện cũng gây sốt. Cũng vì thế mà trong suốt 13 năm hoạt động nghệ thuật, Lee Min Ho chưa bao giờ trở thành cái tên nguội lạnh trong lòng công chúng.